bọn mình Mình gọi là luôn luôn cố gắng là muốn tìm một cái gì vào đấy những mới cái mẻ địa và rất là đặc biệt mà chưa ai làm. À, bọn mình sẽ làm những cái video theo phong cách ngày xưa, theo kiểu đen trắng. Nhưng mà làm như tí thế chứ còn thì phải sang nhà ông làm video với nội dung phản gì? biện một số vấn đề Bọn mình đấy. nhận ra là bọn mình sẽ làm những nội dung về văn học, bởi vì nội dung văn học thì lại dễ dàng đến gần với các bạn Lão trẻ Hạc, hơn. Lão Hạc ơi, ông giáo Tác đây phẩm đầu à? tiên của bọn mình là tác phẩm Cọng Làng Vàng xóm, và Lão Hạc. mạng xã Thì hội, tác phẩm người ta này đang có ý đồn ầm tưởng hết cả bắt bên nguồn từ kia kìa. việc có một cuộc tranh cãi Chuyện nổ gì? ra Cậu Vàng ngày xưa của Lão Hạc Chuyện là giống Cậu chó Vàng gì. nhà Lão. Mình xem thật nhiều những cái bộ phim xưa và bọn mình cố gắng để bắt chước lại cái cách nhả chữ Cụ bá, thằng Chí, quan trên chưa bế mày đi à? về người già, thì bọn mình sẽ cố gắng là tạo Chúng ra những cái mày giọng nó rồi sẽ biết tay trầm trầm ông. và khàn hơn một chút. Đấy, ông giáo thử biểu diễn. Những kiểu là nói cho kiểu của ngày xưa thì mình phải nói cho nó bẹt bẹt đi, mình nói cho nó the thế đi một chút, kiểu như vậy thì nó sẽ giống như ngày xưa hơn của đó. Một số Tiền cái đâu ra mà câu trả? nói có thể là hơi khó Tôi hiểu một đang đi chút, đâu đây? nhưng mà mình nghĩ Em rằng ra như nội vậy bài, thì mới lấy có mấy thể kéo kích pha, thích những người cả nhà xem, mình bơi qua sông Mê Công, họ có thể tìm rồi trốn hiểu sang và làng, họ may cho sẽ cái ánh viên, có đem được lấy những cái chồng bài rồi học đẻ nó con. sâu sắc và nó nhớ lâu hơn. Đừng trốn, con nợ thì phải trả. Chúng ta hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky với em. Chỉ duy nhất trong tình yêu là sổ hộ nghèo không được quyền ưu tiên, nhưng không có quyền sổ hộ khẩu nào mà lại không có tình yêu ở Video của trong bọn đấy. mình đem đến đều sẽ mang theo một thông điệp cụ thể trong xã hội và đang gây nhức nhối trong xã hội. Một Thế bọn người mình vừa cũng nho phải nhỏ chọn đây mà xem được tác vui phẩm được. bọn mình sẽ làm nó liệu nó có thể Đấy, dễ nói dàng chung là chỗ này nó để cũng nói được lên câu chuyện của xã hội chỗ này của cũng đương được thời hay vui không. tàn để Tác quan phẩm trên nằm ở trong chương trình giảng dạy của sách giáo khoa thì nhà bọn mình sẽ nó. hướng đến đầu tiên. Bố ơi hãy thức giấc, bố đã nghe Bọn mình gì luôn chưa? luôn cố gắng là Nếu ngủ quá gìn rồi giữ chưa? cái tinh thần tác Đố giả ai của tác giàu phẩm được muốn truyền đấy? tải bằng việc là đề cao cái đẹp, đề cao Ôm những lấy con, cái bố mà những nhân càng vật lương quyết thiện chí họ viết mong muốn tác phẩm được để hướng đến ở trong các tác phẩm. thế muốn ăn cơm trắng với giò này lại đây mà đẩy xe bò với anh nhỉ? Xem chị Dậu mới Toàn thấy thật các bạn rồi đầu bố tư em từ ạ. âm nhạc, lồng tiếng, Bọn cảnh tôi quay, cầu nó thoại xuất trốn sắc. rồi. Rất khâm phục kiến thức văn học sâu rộng Chỉ của người có viết kịch ông bản, là sẽ không chết đơn giản là mòn vlog cái hài đẹp đơn thuần lại nữa của rồi. mình. Buổi sáng vừa học vợ chồng A Phủ xong, nhờ xem video này mà mình đã tóm tắt được văn bản. Phải trốn đi Mình cũng có gặp rất nhiều những bạn trẻ cấp 3, cũng cảm Sao ơn lại bọn mình vì nhờ có bọn bỏ mình, nó rồi các bạn ấy lại cảm thứ? hứng để đọc hiểu rõ Xoáy trả hơn về vô tác duy phẩm, tần liệu và tác phẩm còn được đấy biết có như đến 1977 nói hay là không, vua bịp hay vợ. là Vậy 1977 tên hắn dựa là vào những tác phẩm Thờ đấy Mít để Tờ Giờ. làm cho chúng ta bật Hắn cười, là để Xuân chúng Tóc ta yêu Đỏ. thêm tác phẩm đấy hơn. Nói câu thoại đấy nhá. Chúng tôi à, là là 1977 Vlog. Có nghĩa là một giấc mơ, 9 năm trời theo đuổi. Hai người không còn thất bại nữa.